Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên của tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt đối với cô giáo có hành vi chùm túi ni lông lên đầu trẻ rồi đánh ở xã Báo Đáp. Đồng thời cô giáo phải xin lỗi công khai trẻ và cha mẹ của trẻ. Trước đó thì lớp mầm non tư thuộc Bông Sen tiếp nhận trong 9 cháu nhỏ. Sau bữa trưa cô giáo cho các cháu đi ngủ. Khoảng 12 giờ cùng ngày thấy một bé tiểu tiện ra quần khóc không ngủ, dỗ không nín, cô giáo đã lấy một túi ni lông màu đen chùm vào đầu bé và dùng tay đánh vào mông cháu bé.